Thì hôm trước chúng ta đã học xong về những cái câu lệnh và với những mảng kiến thức, ví dụ như kiểu là biến hàm, kiểu dữ liệu, cấu trúc lựa chọn, tức là câu lệnh dễ nhánh ấy, vòng lặp và hàm rồi. Đấy những cái cơ bản nhất. Nay chúng ta sẽ sang phần mới, đó là lập trình hướng đối tượng và cái đối tượng trình duyệt của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ học về thế nào là cái bỏ qua phương thức lập trình ấy nhé. Thế nào là đối tượng và tại sao chúng ta phải làm việc với đối tượng trong cái việc lập trình này. Thì cái khái niệm đầu tiên chúng ta cần phải làm rõ đó là khái niệm về đối tượng, object. Lập trình với đối tượng là object oriented. Programming lập trình hướng đối tượng. Thì ở trong này cái từ quan trọng nhất, cái từ đối tượng là cái từ quan trọng nhất, thì chúng ta cần phải hiểu xem là cái đối tượng là cái gì. Ví dụ trong việc chúng ta làm việc với website này, thì chúng ta làm quản lý, chúng ta cần phải quản lý những cái đối tượng có trong hệ thống. Ví dụ như hệ thống của chúng ta làm việc về cái phần quản lý nhân sự chẳng hạn, những quản lý con người công ty, chúng ta sẽ cần phải quản lý những cái staff, nhân viên, đúng không? Rồi quản lý salary, lương này, quản lý về máy tính chẳng hạn, computer. Chúng ta nhìn thấy những cái này chúng ta có thể sờ được, đúng không? Những cái thứ mà ngoài thực tế chúng ta có thể sờ được. Thì những cái gì mà hệ thống cần phải quản lý thì chúng ta cần phải tạo cho nó một cái đối tượng, một kiểu dữ liệu mới để quản lý những thứ này. Thì tóm lại, thế vậy thì tóm lại cái đối tượng là cái gì? Đối tượng là cái gì? Đang học từ đối tượng rồi, đúng không? Java học chưa? Hướng đối tượng là cái gì? Chắc chắn là Java học rồi. Không nhớ à? Ồ, cái học thì làm mẹ gì? Nghỉ bố đi cho nhanh. Các bạn phải học được cái phần hướng đối tượng này, bởi vì sau này khi các bạn đi phỏng vấn xin việc ấy, các bạn chẳng có cái gì để người ta hỏi cả, cho nên người ta sẽ phải hỏi những kiến thức mà nó thực tế nhất. Mà cái hướng đối tượng này là đặc biệt là trong Java của các bạn thì nó dùng rất là nhiều, chỗ nào cũng là hướng đối tượng. Nên bây giờ bảo quên không được đâu. Quên là ăn cám ấy. Đâu. Học hết cho cái thứ hai được không? Vậy, 3 PP luôn, 3 PP luôn. Nó trường rồi. Là trường đi đó, trường là
ý tổ chức sự kiện nhé. Sự kiện phải thực thể đâu? Danh mục phải thực thể đâu? Có sợ là cái gì gọi là cái danh mục không? Thế đâu phải là đối tượng, đâu phải là thực thể, đúng không? Những cái thứ kia là chúng ta cần phải quản lý, mà chắc chắn nó là đối tượng rồi. Vậy thì những cái mà thực thể đâu phải chỉ có, chỉ object đâu, chỉ có thực thể không? Object chúng ta có thể hiểu nó na ná sau. Thứ nhất, ok, thực thể. Hay còn gọi là những thứ sau này không? Thấy chưa? Sự kiện, sự vật có thể không sau được. Yeah. Hiện tượng thì cái này sò vào vẫn chết luôn, quả như xét chẳng hạn, đúng không? Sò vào vẫn tèo luôn nhá. Đấy, đối tượng đấy, những cái thứ mà chúng ta, đó là sự vật, sự việc, hiện tượng mà chúng ta cần quản lý trong dự án đều được coi là đối tượng cả. Ngoài ra quản lý cuối cùng đó là cái đối tượng này, chúng ta có thể mở rộng nó ra, nó là kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu mới do chính lập trình viên tạo ra, nó khác so với những cái kiểu dữ liệu cơ bản primary type có sẵn, ví dụ như kiểu là INT này, float này, float này không nhỉ, float t, float d nhỉ, tên đây, rồi double này, string này, cha này, bool này. Đấy, những kiểu dạng như thế này là kiểu dữ liệu có primary, là kiểu dữ liệu được quy định sẵn ở trong các ngôn ngữ lập trình. Nhưng mà thậm chí là về những kiểu dữ liệu cũng không phải là primary, ví dụ như array. Qua để hướng dẫn tất cả các thể loại này, không có bất kỳ một thể loại nào có thể quản lý được đối tượng, có thể mô tả được đối tượng cả. Bởi vì đối tượng, khi mà chúng ta nói đến đối tượng thì nó sẽ xoay quanh hai vấn đề. Một vấn đề là thuộc tính, một vấn đề là hành động. Vấn đề là thuộc tính, một vấn đề là hành động. Thì trong bằng này cái kiểu dữ liệu, không có bất kỳ kiểu dữ liệu nào có thể đủ khả năng mô tả được đối tượng. Ví dụ mô tả này, thằng lộc ba lộc bằng cái gì, array, được không? Mô tả được. Bây giờ cái mảng này cuối cùng lắm là chỉ mô tả được cái thông tin của thằng lộc thôi, không mô tả được cái việc thằng lộc ăn rồi đi vệ sinh hay là làm gì đấy nữa, không làm được. Thì chúng ta cần phải tạo ra một kiểu dữ liệu mới để mô tả một hành động, và sau đấy chúng ta có thể dùng đi dùng lại cái đối tượng và cái thuộc tính, à, cái kiểu dữ liệu này để cho các cái biến khác. Thì đấy là khái niệm về đối tượng. Về các cái thành phần nằm trong thì tôi vừa mới nói xong là đối tượng nó sẽ xoay tất cả, nó xoay quanh hai vấn đề, một là thuộc tính, hai là hành động. Thì chúng ta nhớ được một câu như này: thuộc tính ở trong đối tượng tương đương với biến ở ngoài, hành động ở trong đối tượng tương đương với hàm ở ngoài. Thế là xong. Và kiểu dữ liệu này chúng ta ở trong SQL, ở trong JavaScript chúng ta nó cũng có cung cấp sẵn một cái thứ người ta gọi là object. Thì trong JavaScript chúng ta quy định như sau. Tôi làm thấy comment này vào đã. Và hoa xuân lộc, ví dụ thế, bằng một cái object. Một cái object thì chúng ta viết như thế này, cặp dấu ngoặc nhọn. Sau đó chúng ta quy định về thuộc tính, ví dụ như tên thì chúng ta sẽ viết như này: tên hai chấm, đây là Hoa Xuân Lộc, hay còn gọi là Tuần Lộc. Rồi tuổi, tuổi 50, được chưa? Quê, quê quán, quê ở đâu, ở Lộc? Nghệ An, Hà Tĩnh.
Rồi. Tiếp theo. Về hành động nhá. Ông có thể có những hành động gì ở đâu? Ăn. Hành động ăn. Nếu ta viết chữ ăn ở đây, sau đó là 2 chấm anonymous function, function. Ăn. Đây là món ăn, tôi để đây là biến là món ăn. Và console.log ra. Em đang ăn món ăn. Xong. Đây là chúng ta mô tả lại được một cái đối tượng là thằng Hoa Xuân Lộc, có tên, có tuổi, có quê quán, à quê, quê quán và có hành động ăn. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành là console log ra rồi. Console log ra ngoài. Chúng ta sẽ nhìn thấy được là nó có những cái kiểu dữ liệu gì. Inspect lên console. Chúng ta thấy kiểu dữ liệu của thằng Lộc là cái object đúng không? Là đối tượng bung nó ra. Thì chúng ta có thằng Lộc này tuổi 50, tên là Hoa Xuân Lộc hay còn gọi là Tuần Lộc. Quê ở Hà Tĩnh. Và có một cái ăn, đây là chữ F đúng không? Là viết tắt của từ function. Trong này nhận một biến tên là món ăn. Yeah. Thì chúng ta có thể là truy cập. Truy cập là vừa truy cập, các bạn nhớ này. Tức từ truy cập ấy là vừa lấy ra được giá trị và gán lại giá trị. Thì chúng ta có thể truy cập lại các thuộc tính của thằng Lộc như sau. Hoa Xuân Lộc chấm tên bằng Hoa Xuân Lộc. Được chưa? Hoa Xuân Lộc chấm tên bằng Tuần Lộc. Tuần Lộc. Enter xuống. Thấy không? Gán lại giá trị. Tất nhiên đã lấy được rồi, ra rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể là thay đổi tuổi hay quê quán gì tuổi. Được chưa nhỉ? Đây là việc chúng ta lấy và gán giá trị của một thuộc tính cho đối tượng. Hả? Như nhau mà. Khác gì đâu. Tiếp theo, nếu tôi thực thi hành động của thằng Lộc. Ví dụ chúng ta sẽ có Hoa Xuân Lộc chấm ăn cơm. Đúng không? Em đang ăn cơm. Xong chưa? Để ăn cá. Ăn cá. Thì em đang ăn cá. Xong chưa? Tiếp tục này. Đấy là những cái chúng ta có thể tương tác với đối tượng ở trong JavaScript. Thì rất dễ tạo đối tượng, cực kỳ dễ. Bằng đóng bằng ngoặc nhọn như này xong. Đây là chúng ta tạo ra một cái đối tượng. Tiếp theo này, chúng ta để ý. Chúng ta sẽ có là cân nặng. Cân nặng của Lộc. Nặng bao nhiêu của Lộc? Được 50 cân không? 50 cân à? 50 cân. Xong. Sau đó Lộc ăn vào. Ăn bất kỳ cái gì vào Lộc đều tăng 1 cân. Tôi không quan tâm là ăn cái gì, cứ ăn vào là tăng 1 cân. Chúng ta sẽ có cái từ là this chấm this chấm cân nặng cộng bằng 1. Được chưa? Sau đó là phun ra là em đang ăn cái gì. Được chưa nhỉ? Chúng ta check lại. Robot này tên là Hoa Xuân Lộc, tuổi 50, cân nặng 50, quê quán. Bây giờ là Hoa Xuân Lộc chấm ăn ăn kem. Em đang ăn kem. Đúng không? Bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem thằng Lộc này bây giờ nặng bao nhiêu cân. 51 cân. Đúng không? Tức là chúng ta có thêm một cái thứ nữa, đó là cái từ this chấm thuộc tính. Cái từ this này là cái gì? Các bạn học rồi đúng không? Hả? À? Thay nguyên cái giá trị của cái gì? Thay cái giá trị của cân nặng á. Tại sao không viết là cân nặng mà lại phải viết là this chấm cân nặng? Đó. Nếu cân nặng
mạng nó phân xử. Thì sao? Thì nó, nếu mà ship thì nó lấy của cái mạng, của cái họ sân lập, cho nó không lấy trong người khác. Thằng lấy quản. Thằng cũng thấy phân xử, nhưng mà cái thầy có một biến nữa là mình cân nặng như thế. Ví dụ va. Cân nặng bằng x, ví dụ nha. Nếu mà dùng zip thì nó sẽ cộng lên cái này. Còn nếu không thì nó cộng lên cái này. Thế vậy cái zip là cái gì? Không biết giải thích là gì. Tại nghe cũng hợp lý. Đây như này nhá, tôi sẽ demo cho các bạn. Vẫn trở lại về như cũ này. Để tôi để đây thằng Lộc tôi gõ nãy giờ hoa cho Lộc mỏi tay lắm. Duplicate nó lên. Đây là thằng Tiến, tên là Lùi, tuổi cũng 50, cân nặng 20 cân, đây tuổi 10 tuổi, quê ở Hà Nam. Thấy chưa, em cũng đang ăn gì đấy, xong chưa, xong chưa. Rồi bây giờ tôi console log cho thằng Lộc và console log cho cả thằng Tiến. Đây thằng Lộc tuổi 50, cân nặng 50, thằng Lùi tuổi 10, cân nặng 20. Rồi tiếp tục này. Lộc chấm ăn. Ăn gì đấy biết đúng không? Nó ăn define. Rồi xong, bây giờ lại kiểm tra thằng Lộc. Lộc 51 nhá. Đúng không? Từ 50 lên 51 này. Tiến, cân nặng đang là 20 vẫn giữ. 20, cái zis là cái gì? Zis là cái gì? Ở đây. Zis nó chỉ là chính cái đối tượng đang thực hiện hành động. Nhờ. Ví dụ hai thằng này cùng kiểu là con người với nhau, vâng, nhưng mà nó là thực tế nó hai cái đối tượng khác nhau, như nhỉ, hai đối tượng khác nhau. Thằng Lộc đang thì không có lý gì thằng Tiến béo cả, đúng nhá, thằng nào ăn thằng Tiến béo chứ, hay là hai thằng này ngồi với nhau. Nhờ cái từ this nó chính là chỉ đến cái đối tượng đang được thực hiện cái hành động. Thì cái đối tượng đấy nó chính là cái thằng Tiến hay là thằng Lộc đang thực hiện cái hành động ăn, thì nó sẽ có khả năng là tác động đến các cái thuộc tính của chính nó. Hiểu gì chưa? Có vậy thôi, từ gì có vậy thôi, dùng đi dùng lại rất là nhiều. Hết phim không? Một hàm trong JavaScript thì có, trong ngôn ngữ khác thì không. Thấy chưa? Bởi vì trong cơ bản là trong JavaScript tất cả nó đều hết là đối tượng cả, cho nên xoay quanh đều là đối tượng, đi đâu cũng gặp đối tượng. Đấy chưa nhỉ? Đấy là tôi giới thiệu qua cho các bạn về cái đối tượng ở trong JavaScript cơ bản là dùng như thế nào. Đầu tiên va bằng cặp dấu ngoặc nhọn, khai báo thuộc tính thì viết tên thuộc tính và giá trị sau dấu hai chấm. Khai báo về hành động thì chúng ta có tên hành động và function ở phía sau dấu hai chấm. Chúng ta thực hiện tương tác cái gì thì tương tác, nhận biến gì thì nhận. Thế chưa nhỉ? Cái từ this là trỏ đến chính cái đối tượng đang được thực thi cái hành động ăn này. Xong. Còn cái này này, còn cái function mà không có tên này, người ta gọi là anonymous function hay là hàm vô danh. Bây giờ có bạn nào thắc mắc gì không? Cái hàm đối tượng là chỉ dùng trong JavaScript.
Hả? Ừ. Còn chỗ khác không dùng được đâu nhá. Bê cái đấy sang Java nó tát vỡ mồm ngay. Được chưa? Đây là đối tượng. Tiếp tục này. Tiếp tục nhá. Chúng ta nhìn thấy thằng Lộc và thằng Tiến này, chúng nó có giống nhau đúng mà, chỉ khác nhau về giá trị thôi đúng nhờ, hai thằng này giống nhau. Thế tại sao chúng ta không gom nó vào một cái, một cái không phải chuỗi, gom nó vào một kiểu chung mà mỗi thằng lại là một cái đối tượng riêng đi em, gom một kiểu chung thôi. Trong Java các bạn có cái class people đúng không, hay là class table gì đấy, sau đó các bạn quy định ra các cái thuộc tính và quy định ra các cái function nằm trong, rồi hàm getter, setter đúng không? Ở đây sao không làm thế? Và kiểu dữ liệu các bạn, đây là kiểu dữ liệu object đúng không? Đây là object, nhưng mà cái object không có tên không? Không hề có tên. Bây giờ làm sao để tạo ra một cái kiểu chung và hai thằng Lộc và thằng Tiến này đều thuộc về cái kiểu dữ liệu đấy? Giờ làm nào? Hả? Đây nha, ví dụ tôi đổi cái thằng Lộc này tên là People này đúng không? Thằng Tiến này bằng New People à? New People như này. Sau tôi con tiến hành console.log cho thằng Tiến này ra, đúng không? Thử ra nó chạy nhá. Nếu mà tôi code giống Java ấy, như này là giống Java, gần như là giống Java rồi đúng không? Kiểu theo dạng Java đúng không? Đầu tiên là định nghĩa lớp này, thì tôi có lớp là lớp people bằng cái này. Sau đó Tiến, đây là đối tượng, Tiến sẽ bằng new people. Sau đó console log Tiến này ra thì nó phải thuộc về kiểu new kiểu people này đúng không? Có chạy không? Không. Khai báo gì? Khai báo hàm construct kìa. Ở đâu? Đây à? Đây là people. Đây này à? Thử cái nhá. Sao? Có được không? Có thử thế chứ thử nữa không được. Bởi trong JavaScript cái cách nó sử dụng nó khác so với các ngôn ngữ khác. Để khai báo được một cái kiểu dữ liệu mới thì chúng ta không làm như này được, mà chúng ta phải làm như này. Function people, đóng mở ngoặc. Ở trong này chúng ta có thuộc tính, thì chúng ta có cái this tên gì đấy, tuổi, cân nặng, this.an bằng function. Sau đó chúng ta có va Tiến bằng new people và console log Tiến. Bây giờ thử coi. Xong nhá. Thằng Tiến này, Tiến bằng people tên, không tên rỗng, tuổi không, cân nặng 40, ăn là một function. Bây giờ tôi set tên cho thằng Tiến. Tiến.tên bằng Tiến đẹp trai. Xong chưa? Lốc lại thằng Tiến này. Tiến chấm tuổi bằng 100. Được chưa? Bây giờ tôi tạo ra tiếp và Lộc bằng new people. Tôi không biết cái này, tôi không quan tâm được. Hôm trước đã phải đổi phòng rồi. New people, Lộc. Thả kinh. Lộc này, bây giờ tôi có biến Lộc. Vẫn tên, rỗng, tuổi, không, cân nặng 40, ăn không đúng không? Bây giờ tôi có Lộc chấm name, chấm tên bằng Hoa Xuân Lộc. Xong. Lại hiển thị thằng Lộc ra.
Bây giờ tôi có lộc chấm ăn đóng ở ngoặc. Tôi không viết cái gì ở trong này. Đây. Chỉ vì đơn giản là disk cân nặng cộng 2 thôi. Thì tôi sẽ đơn giản tôi sẽ viết ra ở hiển thị cái cân nặng của nó ra là lộc chấm cân nặng bằng 42 cân lúc bằng 40 bây giờ bằng 42 cân. Được chưa? Tạo ra kiểu dữ liệu mới bằng cách như thế này. Cực kỳ đơn giản. Nhanh chóng. Đấy à? Thử cái coi. Được chưa? Theo ngay. Đấy, xong rồi đối tượng rồi. Thế rồi. Bài hôm nay thế là xong. Một nửa. Nốt vào. Tôi sẽ đẩy cái code này lên. Kế thừa ấy à? Đa hình thì phải có kế thừa đã. Hình như không đâu. Bây giờ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu mà lên S6 tôi khẳng định các bạn có. Lên S6 tôi khẳng định các bạn có. Bởi tôi làm cái đấy nhiều rồi. Nhưng mà với S5 và với cái nội dung chúng ta đang học thì không. Được chưa? Thậm chí nó còn không có tính kế thừa. Thôi, kèo rồi. Để tôi đẩy code lên đã nhé. Thì lại mất. Mày. Xuống lấy chìa khóa đi. Không, có đang mở. Không. Xuống. Có mấy người đây. Có mấy người thôi. Cứ xuống mượn chìa khóa đi. Có người đang ở đây. Hỏi nhiều nhỉ. Nhớ họ mượn phòng đến mà công cứ nhảy sang công đuổi người ta ra. Không ké kiếp gì cả. Nếu muốn đổi thì tự xuống lấy chìa khóa. Ủa sao không đẩy được lên nhỉ? Thấy chưa? Ở trong này chúng ta không cần thiết phải tạo ra hàm constructor. Nếu mà đối tượng đầy đủ chúng ta phải có hàm constructor và destructor đúng không? Là hàm khởi tạo và hàm xóa, hàm hủy. Ơ, thế mà mày cũng lại học Java. Vớ vẩn. Chém. Học hướng đối tượng rồi mà lại chưa học cái hàm hủy và hàm tạo. Bài trưởng. Thế thôi không phải nói. Cái set get ấy, cái constructor ấy, ví dụ như này này. People đúng không? Nếu mà chúng ta tạo ra thằng Tiến thì chúng ta sẽ nhìn thấy Tiến nó chẳng có cái vẹo gì ở trong à. Nó bằng giá trị khởi tạo ban đầu. Bây giờ chúng ta có thể làm như này. Ví dụ đây là tên, tuổi, cân nặng. Không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ có Tiến bằng Tiến tên đầy đủ là gì nhỉ? Nguyễn Mạnh Tiến. Phải tuổi là bằng 2 tuổi. Cân nặng là bằng 1 cân. Chúng ta sẽ có this.tên bằng tên. Là cái này là cái gì? Tuổi. Cân nặng. Nguyễn Mạnh Tiến tuổi cân nặng. Bây giờ chúng ta sẽ có va lộc bằng new people. New people, đây là lộc lá. Tuổi là 2, tuổi là 1, cân nặng là 0,5. Bây giờ chúng ta lốc thằng lộc ra. Tên là lộc lá, tuổi 1, cân nặng là 0,5. Đấy. Đấy là cách chúng ta có thể là xử lý. Tất nhiên khi các bạn không điền cái gì vào thì nó sẽ thiếu cái đấy thôi, nó bằng undefined. Huy, giải phóng bộ nhớ. Cái gì? Có chưa?
Xong chưa? Rồi, tiếp tục quay lại slide. Tôi đã dạy hết nửa rồi. Còn các thứ kiểu tự đọc nhá. Tiếp theo, cái bọt. Browser, object, portal. Rồi. Đối tượng, trình duyệt. Thì trong cái JavaScript ấy, nó coi cả cái trình duyệt của chúng ta ở đây này, coi cả cái trình duyệt này là một đối tượng. Là một đối tượng luôn. Mà trong đối tượng nó có những cái gì? Có thuộc tính và có hành động đúng không? Thì chúng ta sẽ kéo xuống tiếp đây. Đối tượng trình duyệt nó có những cái thuộc tính: document, frame, history, location, navigator và screen. Đấy là những cái thuộc tính nằm trong cái đối tượng này. Được chưa? Thì chúng ta có những cái gì? Với đối tượng và với cái thuộc tính Windows, chúng ta có những cái hàm nó có sẵn, chúng ta đã biết rồi, hàm alert, hàm prompt, hàm confirm. Nó thuộc về cái thuộc tính Windows của chúng ta, là chính là cái cửa sổ. Được chưa? Nó chính là cái cửa sổ. Thì chúng ta sử dụng alert hay là Windows alert đều như nhau. Sau đó, chúng ta có những cái thuộc tính cụ thể của Windows là close, default status, name, opener, status, inner high, document. Ví dụ chúng ta tiến hành thử ở trong này. Tôi clear cái này đi. Tôi có là windows.close. Nhầm, đóng mở ngoặc. Quặn thì bay mất rồi đúng không? Tôi mở cái mới nhé. Bật Ctrl Z lên. Windows.close. Dùng JavaScript để đóng cái tab à? À? Mày bị ngáo à? Mày bị làm sao vậy hả Tiến? Tại sao lại phun ra được cái câu đấy? Trong trường hợp người ta không thích bấm dấu x thì sao? Người ta muốn bấm ví dụ một cái trang web nào đấy. Ví dụ như chúng ta để ý cái phần chúng ta có để ý những cái trang mà chúng ta tải tài liệu không? Tải xong tự nhiên cái tab đấy nó đóng vào đúng không? Thế mày tải xong rồi mày tự nhiên để nguyên đấy à? Ngồi nhìn à? Hay là phải chờ người ta bấm lên nút x? Nhà quê. Chẳng biết cái gì cả. Tao có biết cái gì đâu. Phát biểu lèo. Rồi còn nhiều thứ nữa. Ví dụ bây giờ tôi bắt cả lớp dùng một cái file HTML do tự tôi code ra tôi chôn thì sao? Các em dùng cái này đi, đảm bảo sẽ tắt được tất cả cái tab ở trên trình duyệt. Chẳng hạn như vậy rằng mình hứng lên thì mình làm thôi. Rồi gì nữa? Những cái tác vụ ví dụ như ông viết bài xong gửi lên rồi ông không còn tương tác với nó nữa, ông hoàn toàn có thể là bấm một cái nút ở phía dưới chứ không phải bấm nút ở trên này. Ví dụ ông viết thì thường cái con trỏ nó ở đằng dưới này đúng không? Nhưng bình thường ông phải di tít lên trên này. Nhưng người ta không thích, người ta muốn là có cái nút là save and close. Được chưa? Vừa lưu xong đóng cái trình duyệt vào. Phải nhanh hơn không? Hiểu chưa? Đó, xong. Trong này nó còn rất là nhiều cái nữa thì chúng ta sẽ xem những cái ở bên này nhá. Đây là những cái hàm. Những cái hàm nó có sẵn ở trong cái đối tượng Windows chúng ta cần nhớ thôi, nhớ thì cũng chẳng phải nhớ cái này dùng để quýt thôi. Chứ cũng chẳng mấy khi dùng đâu. Đây, chúng ta có ví dụ như kiểu Windows Inner 2. Nó lấy ra chiều cao của cái trình duyệt. Vậy thôi, chẳng có gì. À, IE nó là một nỗi đau của web. Thất bại của tạo hóa. Bởi vì IE nó đi theo một lối riêng, một đường riêng. Nó còn không chạy được JavaScript rồi. Những ngày đầu nó không chạy được JavaScript. Nó phải dùng cái script riêng của nó, của bọn Microsoft nó viết ra thì nó mới chạy được. Chứ còn JavaScript không chạy được. Còn tất cả các trình duyệt khác thì hiểu JavaScript. Đó. Cho nên là người ta sau này với anti IE, bởi vì code nó đéo nhận. Code cái gì nó không nhận đâu. Và bọn Microsoft mới nhận ra một điều là nếu mà bây giờ chuyển hết code của mình từ code cũ sang cái code của JavaScript mới thì cái trình duyệt nó đéo phải là IE rồi.
Thế là nó không chuyển và nó quyết tâm không chuyển cho đến tận bản IM11. Sau đó là thôi, cuối cùng là đập. Đập chuyển sang Microsoft Edge. Nó đập đi. À nó bây giờ nó không hỗ trợ đến IE9 rồi. Sắp sửa là bỏ hẳn IE. Đây, default status cái gì đấy chạp đi. Đây, phương thức của Windows. Chúng ta có focus, chúng ta có blur, chúng ta có close, chúng ta có open, print, move to, size to, resize to. Close tôi vừa mới demo rồi đúng không? Chúng ta thử một cái open một cái nhé. À đây, chúng ta sẽ thử như này. Window.open. Đây là http://google.com. Thấy gì? Tự mở ra đúng không? Tự mở ra trang google.com. Chúng ta chẳng phải làm cái vẹo gì nữa cả. Chỉ phải gõ thôi. Còn lại là chẳng phải làm gì. Nhưng mà thực tế ra là chúng ta khi mà chúng ta làm ấy, chúng ta làm như này thì là đây là code chạy ngầm ở phía dưới. Chứ chúng ta thực ra đâu phải code ra này đâu. Bọn lập trình viên là phải code. Và người dùng là dùng những cái này. Ví dụ chúng ta có một cái input để đây. Nhập trang web bạn muốn nhảy sang, đúng không? Viết tên vào, sau đó là bấm nút mở. Thì nó sẽ chạy cái câu lệnh này. Với cái giá trị này là giá trị động. Được chưa? Đó, đấy là cách chúng ta làm. Đây nó mở ra là quit 2 luôn này. Đúng không? Là mở ra một cửa sổ mới với chiều rộng là bao nhiêu, chiều dài là bao nhiêu. Có menu không? Xong, đấy là về những cái hàm và những cái thuộc tính của cái đối tượng Windows ở trong cái mô hình BOM. Cái thời làm cái slide này là chưa có tạo. Cái thời làm slide là còn chưa có tạo. Bây giờ là chúng ta không dùng cái từ cửa sổ nữa. Chúng ta không dùng cái từ cửa sổ đến lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi. Do đó chúng ta quên. Còn thực ra ngày xưa ấy, là không có cái gì gọi là cái tab đâu. Không có khái niệm tab đâu. Tab các bạn biết là của trình duyệt gì có chưa không? Yeah là thằng cuối cùng. Thằng gì? Thằng Safari. À có trước. Tiếp theo đối tượng screen. Screen là gì? Màn hình. Đây, chúng ta có những thuộc tính này. Screen over high, screen high, bảng màu, screen color deep. Đúng không? Chúng ta đây nó sẽ là alert ra được những cái thứ như này. Thì chúng ta có thể lấy ra được chiều cao này, chiều rộng này của screen của mình. Nhưng mà cái này hiếm khi dùng á. Cho nên là có thể tạm thời bỏ qua được. Đây, available 2 là trả về chiều cao của màn hình. Available width, chiều rộng. 2 width pixel. Đấy chưa? Chúng ta để ý này. Những cái này các bạn nhìn nó là cái gì? Extension đúng không? Đúng không? Những cái tiện ích của trình duyệt đúng không? Cái này code bằng JS. Những cái này code bằng JS. Thêm được. Và chúng ta ví dụ như mở một tab mới. Mở cái này ra. Vào phần web store. Tất cả những cái này code bằng JS. Code JS hết. Giao diện thì tất nhiên là dùng JS để sinh ra HTML. Còn tất cả những cái app này là viết bằng JS hết này. Các bạn biết nó kiếm tiền bằng cách nào? Quảng cáo gì? Nó kéo traffic về trang. Kéo traffic về trang của khách hàng là một. Cái thứ hai nữa là nó có những cái extension phải trả phí. Thu phí trên này. Thì đấy là những cái cách nó kiếm tiền. Rồi, quay trở lại. Đấy là cái hai thì chúng ta có. Khi mà chúng ta làm extension thì phải động đến những cái thứ như này. Yeah. Các bạn có để ý khi mà chúng ta nó có những cái extension rất là hay. Ví dụ như kiểu là bôi đen một từ thì nó sẽ dịch sang. Nó có cái đấy đúng không? Thì đấy, đấy nó là những cái cần tương tác với cái available 2 này.
Ví dụ như tôi thu mẹ cái trình duyệt của tôi xuống bằng này thì available 2 của nó rất là nhỏ đúng không? Đúng chưa? Thế vậy thì nó phải bật đi đâu? Thì nó phải tính toán dựa vào cái available 2 kia. Nó phải tính toán xem nó hiển thị ở góc nào là phù hợp. Đọc đi, tôi chẳng dùng mấy cái này bao giờ. Chỉ biết là nó có những cái thuộc tính này thôi. Tiếp theo là đối tượng Navigator. Navigator nghĩa là gì? Đây à, đây gọi là Navigator. Điều hướng. Nó là điều hướng, chúng ta xem nhé. Đây. Navigator, app code name, app name, version, cookie enable. Chúng ta nhìn thấy app code name là bằng Mozilla, đúng không? App name là Netscape, app name là Microsoft Internet Explorer, version là undefined, thằng này cũng undefined, cookie enable, true. Được chưa? Đây nó lấy ra về cái thông tin của trình duyệt của chúng ta. App name là Mozilla, à code name là Mozilla, là nhân từ cái này. IE cũng dùng từ Mozilla, Chrome cũng dùng từ Mozilla. Được chưa? Công ty phát hành là Netscape. Công ty phát hành là, và tên ứng dụng là IE. Version, các thứ kiểu có bật cookie không? Đây mới là đối tượng này, cái location này là một phần ở trong cái Navigator này nhá. Chúng ta có phần location. Chúng ta nhìn ở trong này cung cấp rất là nhiều, cái này dùng nhiều này. Bây giờ chúng ta coi nhá. Window.location bằng http 2.// nhầm 2.// thấy gì? Có mở tab không? Không nhỉ? Là điều hướng cái trang của chúng ta sang một trang đích mà chúng ta mong muốn. Ngủ ở nhà. Rồi chúng ta có gì? Navigator.backrevious. Không có. Window.location. Không có đâu. Tôi không nhớ là cái hàm để back lại như nào. Để tôi xem nào. Tí nữa chúng ta sẽ check lại. Nhưng ở đây chúng ta có cái gì? Host. Trả về host và cổng của URL của cái trang web chúng ta đang truy cập. Host name trả về host. Thì bây giờ chúng ta thử nhá. Ví dụ facebook.com này. Clear đi. Facebook.com thì chúng ta có window.location.host. www tên đầy đủ là www.facebook.com. Máy như cứt. Không hiểu cái gì luôn. Window location host là bằng facebook.com này. Sau đó chúng ta có cái thêm. Chán lắm rồi đấy. Máy mới mong. Cực kỳ tồi tệ luôn. Host name. Chúng ta kiểm tra tiếp là window location là host name. Cũng vậy đúng không? Nhưng mà cái này nó khác này. Cái host này nếu mà các bạn có cổng 808182 ở trang ấy. Chúng ta đã dùng thằng Sam bao giờ chưa? Nếu bạn nào dùng rồi thì mới biết là nó chúng ta có thể config cổng của website. Ví dụ chúng ta sẽ vào là facebook.com 2.88 chẳng hạn. Và thông qua cái cổng nào đấy của trang. Nhưng mà tất nhiên là nó không mở cổng này đâu. Tôi demo thôi. Được chưa? Hoặc là 2.80 cũng được. Ờ tèo luôn này. Nó không dùng cái cổng 80 ạ. Gì ạ? Bách lại. Con đã tắt cả cổng 80 đi rồi. Đấy là host và host name. Cái host này nó trả về cả cổng nhá. Host này trả về cả cổng nữa. Href bằng trả về toàn bộ URL. Chúng ta sẽ có là
windowlocation.href là bằng https. Facebook nó trả thêm cái đoạn này nữa. Được chưa? Ví dụ chúng ta vào một cái đường dẫn nào đấy. Ai nhầm. Hrf đúng không? Nó trả ra đường dẫn đầy đủ luôn. Tiếp theo là gì? Path name trả về đường dẫn của URL. Thì chúng ta có gì? Path name. Nó bỏ qua cái host và nó đến với cái đoạn path name là cái đoạn này luôn. Được chưa? Đơn giản thế thôi, còn các phần còn lại các bạn tự vọc nhá. Hết chứ nhỉ? Đây, chúng ta có phần back history. Chúng ta có back, forward, go. Chúng ta coi nhá. History.back. Quay trở lại Facebook. History.back cái nữa, quay trở về cái trang index của tôi. Đúng không? Nó back lại cái trang truy cập trước đấy. Đúng nhỉ? Thế còn gì nữa? History.forward. History.forward qua Facebook. Hả? Nó chính là hai cái nút này. Nó chính là hai cái nút này chứ là cái gì nữa? Được chưa? Gì nữa nào? Bây giờ có history.go. Go cái gì? Go gì? Load URL từ cụ thể từ history. Go gì? Ủa, không có demo go à? Thôi kệ đi, coi như bỏ qua, đỡ phải học. Đấy nhỉ? Đấy, hai cái nút back và next. Xong nội dung bài này. Nay học về cái gì? Đối tượng và bom. Bom bây giờ nó chỉ có thế thôi. Các thuộc tính về Windows, các thuộc tính về Navigator, các thuộc tính về Screen, các thuộc tính về hit Location. Lấy hết ra. Location là phải nhớ. Nếu mà làm web thì Location phải nhớ. History phải nhớ. Và Windows là hết rồi. Bằng đây cái là cần phải động đến đó. Xong phim.